Các bạn thân mến, thời gian vừa qua do Google Driver update cho nên là một số bạn không tải được cái file Excel cũng như file Word thực hành trên kênh Đức Huy Lê Channel. Thế thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải các loại file văn bản Excel, Word và các file khác trên Google Driver. Ví dụ đây tôi truy cập ẩn danh để cho các bạn tiện quan sát. Và ai cũng có thể tải được khi làm theo video này. Khi các bạn xem video trên kênh Đức Huy Lê Channel ấy, thì trong cái mục bên dưới của video nó sẽ hiện như thế này. Thì chúng ta sẽ tải cái link về thực hành bằng cách là kích vào chữ hiện thêm ở đây các bạn. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ tìm đến cái phần mà có link tải file thực hành. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Thì đối với cái video này thì tôi đã update link rồi. Tuy nhiên là cái cách tải thì nó có khác. Đây là tôi sẽ hướng dẫn lại. Đây. Như trước ấy, thì khi chúng ta kích vào thì nó sẽ có nút tải ở đây, mũi tên ở góc phía trên bên phải này là ta có thể tải về được luôn. Tuy nhiên là bây giờ là do nó update giao diện hơi khác một chút. Thế thì để tải cái file dạng như thế này, đấy, các bạn không nhất thiết phải đăng nhập các bạn nhé. Thì chúng ta chỉ việc kích vào cái chữ tệp đây các bạn. Đấy, tức là chữ file đấy, nếu mà các bạn để giao diện tiếng Anh. Sau đó các bạn kích vào chữ tải xuống đây. Đây. Và ở đây là nó liệt kê các danh sách các cái loại file, thì mặc định là cái file trên cùng đây, cái tên trên cùng sẽ là cái tên file gốc, còn các cái dạng phía sau là dạng nó đổi cho chúng ta luôn. Thế thì đối với file Excel thực hành thì chúng ta phải tải cái file Excel có đuôi là xlsx hoặc là lsx, hãy tùy từng phiên bản các bạn nhé. Thì tôi kích vào đây đấy. Thì sau khi chúng ta kích vào đấy thì lập tức là nó sẽ tải luôn. Và ta sẽ kích vào cái hiển thị thư mục đây các bạn. Và ta sẽ thấy rằng là cái link của nó, cái file của chúng ta đã tải được vào trong cái phương mục download đây. Đấy các bạn. Ta quan sát là. Và để sử dụng được cái file download về dạng này thì chúng ta sau khi tạt kích lên ý, thì nó sẽ hiện thông báo là có cho phép chỉnh sửa hay không. Thì các bạn kích vào cái chữ Enable Editing đấy các bạn. Đấy thì khi đấy chúng ta mới chính thức là chúng ta chỉnh sửa và chúng ta thao tác thực hành làm bài tập. Thì đó là cái hướng dẫn tải cái file thực hành trên kênh Đức Huy Lê Channel cũng như là tải các cái loại file khác trên Google Drive. Xin chân thành cảm ơn các bạn.